Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhận lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Hagan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ireland. Nhân dịp này, Đại sứ Ireland tại Việt Nam Dhirini Fidoin đã trả lời phỏng vấn về quan hệ hai nước và nội dung khác liên quan đến chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại sứ Ireland tại Việt Nam cho biết, kể từ khi Đại sứ quán Ireland được mở tại Việt Nam vào năm 2005, quan hệ giữa hai nước trở nên gắn bó mật thiết và được củng cố bằng nhiều chương trình hợp tác phát triển. Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Còn đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo liên quan tới bom mìn, chúng tôi phối hợp với các đối tác làm sạch những vùng đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, nâng cao nhận thức về bom mìn tại các trường học và hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Cả hai nước đã tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và giáo dục đại học, tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và thiết lập các thể chế liên kết. Tổng thống Ireland có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm 2016. Chuyến thăm này được ghi nhớ ở cả hai quốc gia. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng chào đón chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland, đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước chúng ta. Đại sứ Ireland tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ giữa Ireland và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và phát triển theo hướng tích cực. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ireland tới Việt Nam gần một thập kỷ trước là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương của chúng ta. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng nữa và tôi rất vui mừng khi chuyến thăm này diễn ra. Với cương vị là Đại sứ Ireland tại Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực để làm sâu sắc hơn và củng cố hơn nữa mối quan hệ hai nước. Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đang tăng cường hợp tác với các trường, đại học, viện nghiên cứu ở cả hai nước để chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực trong lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp và thực phẩm. Chương trình đối tác nông nghiệp thực phẩm Ireland-Việt Nam là một ví dụ điển hình về hợp tác mạnh mẽ của chúng tôi trong lĩnh vực này. Là một quốc đảo nhỏ, Ireland cũng đối mặt với thách thức ngày càng tăng và cấp bách từ biến đổi khí hậu. Hai nước cần hợp tác để giải quyết thách thức này. Chúng tôi đang giúp các vùng nông thôn tại Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như mở rộng hợp tác và nghiên cứu giữa các trường đại học trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ugyanini Kurucker đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, ngày 30 tháng 9 tại thủ đô Ulaanbaatar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm hẹp và tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống Mông Cổ Kurucker. Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Mông Cổ nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, coi đây là chuyến thăm lịch sử, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam và Mông Cổ, đánh giá đường lối đối ngoại mềm dẻo, cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa và bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam thông qua chuyến thăm Việt Nam tháng 11 năm 2023. Chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân, khẳng định Mông Cổ coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Nhân dịp này, Tổng thống Kurucker đã chuyển lời cảm ơn tới nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 500.000 đô la Mỹ để khắc phục thiên tai thời gian vừa qua. Tổng thống Mông Cổ nhắc lại việc Ủy ban Liên Chính phủ sẽ họp tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội và sẽ trao đổi các biện pháp triển khai tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Mông Cổ, nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo. Chúc nhà nước và nhân dân Mông Cổ sẽ thực hiện thành công chính sách phục hồi mới và các mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2050, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Mông Cổ. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo
bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong những năm qua. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột góp phần đưa quan hệ hai nước xứng tầm với khuôn khổ quan hệ mới phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới, đồng thời nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với hình thức đa dạng, linh hoạt, triển khai tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục hỗ trợ phát triển kỵ binh, biểu tượng của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mỗi bên, duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, qua đó có cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ, hỗ trợ thông tin, cơ chế chính sách, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mỗi nước, tiếp cận thuận lợi thị trường của nhau, nhất là các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước. Nhất trí, hỗ trợ chính sách, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh, các khu kinh tế, công nghiệp. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác khoáng sản, chăn nuôi. Cùng phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn thách thức trong vận tải logistics, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên, giao lưu sinh viên hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cơ chế chính sách giáo dục hai bên, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, tăng cường triển khai các chương trình giao lưu và quảng bá về văn hóa lịch sử mỗi nước, thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật, tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch hai bên, thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước, hợp tác chặt chẽ bảo hộ công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, đánh giá cao chính sách ngoại giao cây tre mềm dẻo của Việt Nam, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên về các vấn đề an ninh chính trị khu vực, tình hình quốc tế, cùng quan tâm tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, ASEM, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF. Khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện. Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Kurenker sang thăm Việt Nam. Tổng thống Kurenker cảm ơn và vui vẻ nhận lời.